mừng mọi người đến với cái channel của Bảo. Và tiếp tục ngày hôm nay mình sẽ reaction một bài hát của mình, đó chính là bài rap về Usme, một anh chàng cực kỳ mộng mỉm và dễ thương mập mẹp ở trong team Up Club. Và anh ta là một youtuber làm chuyên mảng về Minecraft. Và hôm nay mình có một sự gọi là khá là khâm phục những youtuber đi trước. Thì mình cũng là youtuber mà, đúng không? Cho nên là mình đã làm ra một bài hát tặng cho Usmet. Thì bài hát đó như thế nào thì bây giờ mình nghi là một số bạn vẫn chưa biết được bài hát này như thế nào. Và sau đây mình sẽ cho các bạn cùng nghe thử nha. Ok, chúng ta let's go. Đi thôi. Ok, bật lại. Đây là khúc mở đầu của mình đó các bạn. Trong tất cả những nền tảng nó bắt đây là Usmet thì là sinh năm 97, ngày 5 tháng 5 sinh năm 97. Đó, anh ta rất là dễ thương và mình đã có nói chuyện với Usmet rồi. Thì Usmet là một người khá là hòa đồng
và mình cũng mong một ngày nào đó là có thể gặp được Usmet và có thể nói chuyện hoặc là có thể làm việc với anh ta, đi chơi, đi ăn, bla 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 bla, đi ăn chắc tốn tiền à. Rồi thì đây là một bài mình tặng cho Usmet, và nếu mà trong Usmet là tổng cộng từ trước đến giờ mình đã rap về ba nhân vật, đó chính là Usbanana nè, Usjenny nè và Usmet. Mình đang tính rap về Usburon nữa, nhưng mà dạo này gần đây mình khá là bận, cho nên là sản phẩm về rap về Usburon có thể là sẽ trễ hơn như dự định đó. Cho nên là các bạn thấy hay thì các bạn nhớ để lại một like và đăng ký cho Bảo Ren nha, để lần sau mình sẽ ra những bài rap hay hơn nữa. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem qua video này, nhớ hãy bình luận ở phía bên dưới trả lời cho mình biết rằng là cái bài hát này có hay là không, và mình sẽ tiếp tục rap tiếp cho các bạn nghe. Ok, video chỉ có như vậy thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem qua video này. Bye.